Hello, xin chào bạn. Hôm nay mình sẽ đánh vị tướng Moren. Moren. Mình quay không dính số mình xui lắm. Đây cũng là cái nick mới mình tạo thôi. Nếu mình có Moren vĩnh vĩ mình sẽ làm cho các bạn coi nhé. Để chiều nay mình nạp vô rồi mình sẽ quay. Kinh chưa? Người lùng. The fuck? Gieo đi. Go. Người lùn. Điện nè. Bắn ra điện không à? Súng thần công. Mạnh phép. Piu. Nếu mà bắn đủ 4-5 viên thì sẽ được hồi chữ 1. 5 viên nhé. Piu. Đó, hồi chữ 1. Piu. Hồi chữ 1 thôi. Moren khá là mạnh trong cái việc mà đi đẩy đường với lại rất là đẹp. Chiêu 2 là gì đây? Pháo phản lực. Chiêu thứ 3, trường điện từ. Mình sẽ thử cái chiêu nhé. Rất là mạnh. Cho cái thực chiêu pháo phản lực rất là mạnh. Khi chăng cái bùng ra. Coi nè. Chạy đường. Chạy đường nào. Thấy chưa? Rất là mạnh cho cái thực chiêu pháo phản lực. Bata. Rất là phê lòi luôn. Mình thích nhất là cái chiêu mà pháo phản lực ấy, mình rất là thích luôn. Piu. Thấy chưa? Piu. Peo. Các bạn hãy nên mua Moren nhé. Một vị tướng khá là mạnh luôn.
Sao lô rồng cũng không ngại vậy? Thấy chưa? Em chưa 18. Rồi này, các bạn hãy coi được chiếc của mình đây. Dưa đây. À, cái lỗ ớt của nó đây. Piu. Nó cũng khá là phê lòi. Piu piu, triple kill. Thì chúng mua ven là cũng là một cái thứ khá là bắt sốc thôi. Nếu mà các bạn thích thì hãy mua nó nha. Một vị tướng không tồi. Tam cũng rất khủng. Em mua ren. Ok, cho đây. Cái pháo phản lực đây. Không ăn được. Beta. Woo! Mất quá rồi. Ừ, không có bên ta của tôi. Mình đã chờ tem nó đi ra hết rồi mày xem. Ok. Có hộp bên đó đây, có hộp. Anh cái này lại lên, đây lại lên. Lẹ đi. Mega kill. Penta kill quá là thơm. Penta kill. Rất là phê. Khi là một cái hoa pen. Cho mỗi ăn mỗi đứa like. Cái sức mạnh của Moren chưa? Vì mình vào quê nên là ít khi làm clip cho bạn coi nhé. Dạ. Hãy like và subscribe nhé.